Xin chào các bạn học sinh lớp 4. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết bài văn tả cây chuối, nội dung như sau. Trong vườn nhà em có một bụi chuối xanh tốt. Cây chuối ấy đã quen thuộc với gia đình em. Mỗi mùa lại cho những buồng chuối chín vàng ngọt ngào. Cây chuối nhà em cao khoảng 2 mét. Thân cây to, tròn, màu xanh nhạt. Thân chuối trông như nhiều lớp lá cuốn vào nhau, nhẵn mịn và mát lạnh khi chạm tay vào. Từ thân cây, những tàu lá lớn tỏa ra xung quanh. Lá chuối rất to, dài và xanh mướt. Mỗi lá như một chiếc quạt khổng lồ che mát cho gốc cây. Khi có gió thổi qua, những lá chuối đung đưa phát ra tiếng xào xạc nghe rất vui tai. Khi cây chuối trổ bắp, từ giữa thân cây nhú lên một bắp chuối màu đỏ tím, to và dài. Sau đó, những nải chuối dần xuất hiện. Quả chuối khi còn non có màu xanh, vỏ căng bóng. Khi chín, quả chuối chuyển sang màu vàng tươi, vỏ mỏng và ruột ngọt lịm. Mỗi buồng chuối thường có nhiều nải, nhìn rất thích mắt. Em thường hái những quả chuối chín để làm món tráng miệng cho cả nhà. Em rất yêu thích cây chuối trong vườn nhà mình. Cây chuối không chỉ cho những buồng chuối ngon mà còn mang lại cho vườn nhà em vẻ xanh mát. Em sẽ chăm sóc cây chuối thật tốt để cây luôn khỏe mạnh và ra nhiều quả. Trên đây, cô vừa hướng dẫn các bạn học sinh lớp 4 cách viết bài văn tả cây chuối. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.